thù này cái vậy. Ấn vô chiếc bánh xe nó coi. Người trở lại với channel mình. Woo! Như là đã hứa thì hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game Sniper. Okay. Dead Valley này giống như tập trước mình đã nói đó. Nó đúng rồi, tập trước mình nói và hôm nay mình sẽ test thử cái chế độ này. Trước tiên mình sẽ đao nó trước tại mình chưa đao. Rồi ok, đao xong rồi. Và vô luôn bạn. Test liền, vô phải test liền. Đây. À mình có một cây súng mới luôn bạn đây nè. Ngon thế nha. Mình sẽ bảo vệ nào nha. Sướng rồi ấy. Chơi game cũng sướng. Hello em. Mục tiêu luôn. Tao tính là mới bắn mà kêu visit the shop là sao? À cái điểm này à, bạn là mình sẽ nâng lên tăng lên bạn. Em mình sẽ cái này là cái gì nha? Slit shot target. Mình sẽ ôi chết bà, ấn lộn cái mục tiêu hết luôn rồi. Cái này mình cũng không biết nữa. Mình sẽ bảo vệ cái này nè các bạn. À mình sẽ bảo vệ cái thằng này. Nó gọi là vui vãi cứt luôn á. Mất luôn. Bình tĩnh em trai. Nó đâu, xe nó đâu nhỉ? Đúng không? Cái này là cái gì nhỉ? À cái này là lựu đạn nổ bạn. Ê, kiếm thêm này, nó là cái này coi. Trời, cái này kiểu như mình tìm zombie các bạn. Cứ tới gần. Rồi tao biết mà. Chết rồi. Chết mày. Mục tiêu luôn. Thấy sợ. Gọi là bắn phê vãi cứt. Oh, ok, mình sẽ nâng thêm cái này nữa. Oh, này mình... À nó nhỏ lại, nó nhỏ. Lú cái đầu lên. Lú. Ê. Vậy bắn xuyên háng. Ui. Ồ mình sẽ phải mua được cái này là bắn xuyên tường. Màn 4 bạn. Tao biết mà, cảm ơn. Bắn hai sọ luôn nha. Bắn xuyên tường hả? Mình nâng cấp bắn xuyên tường. Rồi con hụt nó lại nè. Mất tiêu luôn. Trời, nó gọi là nhanh vãi luôn. Mỗi màn nó sẽ cho mình vô mình thử mình nâng cái gì lên các bạn, mình nâng đàm lên xíu. Clip size nè. Cái này mình muốn biết nữa. À zoom gần hơn các bạn. Mình coi zoom tới cái não luôn. Zoom sắc nét phải. Ở đồ, lẻ lẻ. Ủa má. Đông nha. Lê, đúng, để tập trung đi. Máy này nó nhỏ quá, chả thấy luôn bạn. Cái sọ. Ok, mình sẽ mua đồ. Ây, mình thích mua này bạn. Nó zoom vô gần sát. Vâng, nó zoom 10 ít vậy. Màn cuối. Ây, chết bà. Đi bot. Ủa, nó chết rồi hả? À mình sẽ coi thằng này các bạn. Lên xem. Yes. Yeah, mình sẽ được 155 với 400. Ngon. Quá dữ. Mình sẽ có 3 cái màn các bạn rồi mình sẽ đao tiếp. Khen đó, game này khá là cuốn nha. Vô. Mình sẽ chơi, nếu mà có thể mình sẽ chơi hết 3 cái màn luôn các bạn. Đó, nó dữ vãi cái này. Ok, mình vô mình. Game cuốn thực sự, vui vãi. Cái đầu lên. Nhìn cái lồn. Má. Ủa sao nó không bắn nha? Mình tưởng nó thở oxy bạn, nó nín thở xong nó ngụm. Nó không chịu bắn. Trời má. Ôi chết bà quay ha luôn rồi. Bình tĩnh. Nó gọi là ngầu vãi. Ok shop mình sẽ có năm nha. Cái này là gì nhỉ? 50 hả? Ok mình sẽ thử để cái 50 này các bạn mua thử. Tao biết mà. Bắn hai vãi.
lú cái đầu lên em. Canh chuẩn đó bạn, con hù này cái vậy. Ấn vừa chiếc bánh xe nó coi. Ôi. Em xin lỗi, em tưởng anh zombie, nhầm. Hồ bắn nó cũng sắp mặt lờ nữa bạn. Chết bà. Tự nhiên rồi. Ôi chết. Lẹ. Rồi nha. Ui, trời ơi. Nó gọi là chất. Trời, hai con luôn hả? Chết bà luôn. Viên nữa. Chết. Được, kéo được. Đúng á, mày đúng á. Ê da, quái vật xuất hiện mày, quái vật nhanh vậy má. Ê da, tại bắn cái súng kia gần nó quá, bạn giết nó luôn rồi. Ok, mình sẽ lại cái màn khó này bạn. Ngon lành hơn. Ok, mình sẽ sử dụng cái skill này. Mình được không ta? I swear to God, this truck is always breaking down at the worst time. Nghe nó nói không mày? Tao kêu được mày, yên tâm. À đủ. Không, tao nói giỡn á. Nhú cái đầu lên. Ý. Khó chịu nha. Màn hai. Tại con quỷ hồi nãy nó chạy nhanh quá bạn, khó chịu quá, phụ nó. Chúng. Ui. Tỉnh em ơi. Gì bắn xuyên luôn hả? Bình tĩnh em ơi. Anh kia được. À cái đó là mình bắn là mình được rồi. Cái gì bạn? Ồ, shop. Lẹ. Lên này luôn bạn, lên này luôn. Keep your eyes peeled, it's too quiet. Please tell me you've got the firepower for this. Cái gì vậy? Ui. Sao chuyển quá. Trời. À, bắn xuyên các bạn, cái này là mình bắn xuyên đạn, là mình bắn xuyên giống này thì xanh mua đồ đam men từ à. Khoan xí tì, đúng rồi, cứ bình tĩnh em trai, cứ sửa đi, tao ok được. Nhích cái thân qua cái là xong. Mạng 4 bạn, liệu mạng này mình chơi được hay không đây? Tao biết mà. Chạy. Không, tao bắn hụ thôi. Cố tình bắn trượt thôi. Từ từ em trai, từ. Quất rau, hụ. Ra đạn, le. Cái màn đĩ kia chạy ra nó mất công lắm. Xuyên được bạn. Xuyên cái này không? Ai vô cái sọ. Sao có giật qua đó nè ta. Mẹ. Chết chưa? Mất luôn. Mất
xác luôn. Mất xác luôn. Chết bà. Từ từ, từ từ. Lẻ lẻ. Một con. Ok, lên 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 lên. Ê, hình quá, hình quá. Quyến mạng, quyến mạng. Hay à. Ok. Khá là căng thẳng bạn. Chơi là những của mạng kia. Ok, nếu bạn thấy video này, hãy để lại một like, một subscribe và like. Chia sẻ để tạo được thêm cho mình làm tiếp video. Các video tiếp theo. Và nếu bạn ủng hộ video này nữa thì mình sẽ chơi con cuối này bạn. Cuối này hơi khó nha. Ok, bye bye.